Xin chào các bạn, đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau trong phiên bản mới của phần mềm. Thì hiện tại trong phiên bản mới này thì mình đã update hai phần. Thứ nhất là phần render side by side cho các bạn thích chơi full màn. Còn phần thứ hai là phần phối lead, thì lát nữa mình sẽ có một video riêng nói về cái phần phối lead này. Thì đây là một số những cái thông số cơ bản về cái video side by side. Đó, thì thứ nhất là cái pick này thì chúng ta luôn luôn đây là tác tông, và chúng ta luôn luôn để ý rằng là sẽ phải có bằng speed nhân với 10% thì mới đảm bảo được cái chất lượng của cái video đưa ra và có thể render được. Cái background và image file đó chính là sử dụng cái file nền bằng file background ấy, là file nền ấy, là bằng hình ảnh. Còn nếu như chúng ta vào xem video thì sử dụng chính video làm video nền. Trong cái video trước mình hướng dẫn về video lồng video đã có nói. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa là set tool bar. Thì trong cái set tool bar này để cho các thím nào mà ví dụ như không active kênh thì phần mềm không tự động set tool bar được, thì hay bị cancel ở đấy, thì mọi người có thể chọn là set thứ ba hay không. Và cuối cùng tính năng chính là 3D side by side thì chúng ta tiếp vào đây. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái video ngắn để chúng ta thử. Mà mình sẽ up lên một cái kênh hoàn toàn trống chưa có video nào để chúng ta thử side by side. Mình ấn add file này và ấn start on. Chương trình sẽ download và render và upload lên cho mình. Đấy. Thì chúng ta chỉ việc ngồi đợi thôi. Cái video này thì nó chỉ có khoảng 3 phút, hơn 3 phút một chút, nên là test khá là nhanh để chúng ta thấy được kết quả luôn. Đã xong rồi, chương trình bắt đầu render video.
Sau khi render thì chương trình sẽ bắt đầu upload đây. Upload đình. Đang chuẩn bị tải lên. Ok, chương trình sẽ tạo thumb bar. Mới xử lý 1%. Đang xử lý 43 49 54 60 65 70 75 80 86 91 93 ba năm phần trăm là khoảng thời gian lâu nhất. Pencil ở cao mình chưa chắc nó tạch rồi, không sao. Chúng ta đã thực hiện được sau khi upload thành công cái video lên thì bắt buộc chúng ta phải chỉnh sửa bằng tay. Phần chỉnh sửa chuyển video ấy, ở dạng thành mình công khai đi. Đây các bạn đã đẹp rồi. Chúng ta phải bắt buộc phải sang phần cài đặt nâng cao này. Ngôn ngữ video rồi. Tích vào video này 3D. Nét video on the left side. Bắt buộc chúng ta phải chọn bằng tay. Bọn mình hiện tại thì tool chưa thể hỗ trợ tự động kích vào đây được. Và chúng ta lưu thay đổi. Đó. Sẽ mất một khoảng thời gian thì phần YouTube sẽ edit cái side by side cho mọi người. Cho kích vào. Vì video ngắn nên nó edit khá là nhanh. Mọi người lưu ý nhá, lúc này thì màu nó sẽ hơi nhòe nhòe. Nếu như để sai sang chúng ta ví dụ có thể chuyển thành 2D thì chúng ta hoàn toàn có thể xem nó full màn và full HD như bình thường. Đây là một ví dụ về side by side của mình. Tiếp theo mình sẽ làm cái clip về Flylist.